Sáng ngày 8 tháng 12 năm 2007, khoảng 200 giáo dân, gồm hội viên gia đình Châu Sơn, ân nhân và thân hữu của đan viện từ các thành phố Sacramento, Stockton, San Jose, Oakland và những vùng phụ cận đã tới tham dự đại lễ mừng kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội với nghi thức làm phép và dựng thánh giá để ghi dấu ngày khai sinh Cộng đoàn Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Sacramento tại Walnut Grove, California, Hoa Kỳ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. We are here for the blessing of a new throne. Let us venerate in faith the eternal plan by which God has made the cross of Christ the permanent sign of His mercy. As we look upon the cross, let us call to mind that on it Christ brought to completion the sacrament of His love for the church. As we bow before the cross, let us remember that in His own blood, Christ has removed all divisions and out of many nations created one people of God. As we venerate the cross, let us reflect that we ourselves are Christ's disciples and therefore obey Him willingly, taking up our own cross each day. Let us pray. Lord, Your Son reconciled us to You by the suffering on the cross and then returned to You in glory. May Your people who have raised this cross as a sign of redemption find in Him protection and strength. May they shoulder their own crosses in the spirit of the gospel until their journey ends. We ask this through Christ our Lord. Amen. Father, who are in heaven, hallowed be Your name. Your kingdom come, Your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. O God, to save the whole human race, You allowed Your Son to undergo the agony of the cross. Listen kindly to our prayer, that we who on earth confess the mystery of our redemption may in heaven receive the glorious reward won by our Savior. We ask this through Christ our Lord. Amen. Kính thưa quý vị, tưởng cũng nên nhắc lại một vài nét về Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Việt Nam. Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn được thành lập bởi nhà mẹ Phước Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Năm 1936, Công Nghị Phước Sơn quyết định thành lập nhà con Châu Sơn, đồng thời chỉ định cha Anselmo Lê Hữu Từ làm bề trên và chọn các thành viên khác cho cộng đoàn nhà mới này. Ngày 8 tháng 9 năm 1936, lễ sinh nhật Đức Mẹ, cha bề trên và cộng đoàn non trẻ Châu Sơn cử hành thánh lễ trọng thể lần đầu tiên để mừng kính Đức Mẹ và ra mắt giáo quyền cũng như chính quyền. Sau đó, vào ngày 8 tháng 12 năm 1939, có thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường Đan Viện Châu Sơn. Cha Phêrô Trần Văn Trưởng, mà giáo dân quen biết ngài khi ấy gọi là cha thánh trưởng, đã góp công rất lớn vào việc xây dựng này, nhờ đời sống thánh thiện và tìm giáo dân dâng để xin ngài khấn. Ngày 14 tháng 6 năm 1945, tòa thánh bổ nhiệm bề trên Anselmo Taddeo Lê Hữu Từ làm giám mục địa phận Phát Diệm. Tháng 6 năm 1953, tình hình chính trị biến đổi nhiều nên các đan sĩ, tu sĩ, đệ tử từ Nho Quan di cư tập thể từ Bắc vào Nam và tập trung tại Phước Lý. Đức cha Cassini trao quyền sử dụng toàn bộ các cơ sở họ đạo Phước Lý cho cộng đoàn Châu Sơn. Tới ngày 11 tháng 8 năm 1953, cha Bridgman Nguyễn Văn Thảo được bổ nhiệm làm bề trên cộng đoàn Châu Sơn. Ngày 1 tháng 6 năm 1957, từ Phước Lý, cộng đoàn Châu Sơn chuyển cơ sở đến định cư tại xã Lạc Xuân, quận Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, khi ấy thuộc giáo phận Sài Gòn. Ngày 27 tháng 7 năm 1961, Tòa Thánh Vatican ban sắc lệnh thiết lập Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn thành Đan Viện Tự Trị. Và vào ngày 12 tháng 10 năm 1961, cha Stefano Trần Ngọc Hoàng đắc cử viện trưởng. Ngày 13 tháng 11 năm 1963, Tòa Thánh quyết định nâng ba đan viện Phước Sơn, Châu Sơn và Phước Lý lên hàng đan phụ viện. Rồi tới ngày 2 tháng 3 năm 1964, cha viện trưởng Stefano Trần Ngọc Hoàng đắc cử viện phụ tiên khởi Đan Viện Châu Sơn. Tới ngày 2 tháng 7 năm 1971, Châu Sơn đã khai sinh nhà con Châu Thủy tại Bình Tuy thuộc giáo phận Phan Thiết. Cha viện trưởng Liên An Vũ Đức Chính đắc cử viện phụ thứ hai của Châu Sơn vào ngày 19 tháng 3 năm 1974. Và sau đó một tháng, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng Giáo phận Sài Gòn đã cử hành lễ phong chức cho cha Liên An Vũ Đức Chính làm viện phụ của Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn. Ngày 5 tháng 7 năm 1976, Đức Viện phụ Liên An bị giam tù. Đức Viện phụ Stefano Trần Ngọc Hoàng thay thế điều khiển Đan Viện. Ngày 12 tháng 3 năm 1989, Đức Viện phụ Stefano Trần Ngọc Hoàng tái đắc cử viện phụ nhiệm kỳ thứ hai. Rồi ngày 6 tháng 1 năm 1994, cha Gerardo Nguyễn Văn Thất đắc cử viện phụ thứ ba của Châu Sơn. Tháng 6 năm 2000, cha giám học Francisco Xavier Phan Bảo Luyện đắc cử viện phụ. Ngài là viện phụ thứ tư của Đan Viện Châu Sơn. Hiện tại, đương kim viện phụ là cha Ephraim Trịnh Văn Đức. Gia đình Châu Sơn Hoa Kỳ đã được chuẩn y thành lập do quyết định của Đức Nguyên Viện Phụ Francisco Xavier Phan Bảo Luyện vào ngày 15 tháng 8 năm 2001. Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Sacramento được đặt trên một lô đất mấy chục mẫu giữa cánh đồng mênh mông do một số gia đình mạnh thường quân bảo trợ một phần tài chính lúc ban đầu. Phần còn lại hiện nay gia đình Châu Sơn Hoa Kỳ vẫn còn đang tiếp tục quyên góp để thanh toán payment hàng tháng. Và đây sẽ là cơ sở đầu tiên được hình thành trên đất Hoa Kỳ và khởi sắc cho công việc truyền giáo của Đan Viện. Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Sacramento hiện có 4 cha, 4 thầy. Cha Damien Savio Trần Thiết Hùng phụ trách cộng đoàn, viện phụ hưu trí Francisco Xavier Phan Bảo Luyện, cha Marco Kiều Thái Học và cha Camelo Vũ Đức Vịnh, thầy Gioan Thiên Chúa Nguyễn Ánh Ngọc, thầy Vinh Sơn Liêm Nguyễn Đình Hậu, thầy Leo Nguyễn Văn Tiên, hiến sinh Anton Nguyễn Văn Hảo.
good morning to you all. I would like to introduce to you all our representative, Father Dominic Trần Thiện Hùng. Father Dominic will officially welcome. Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm hôm nay do Đức Viện Phụ Thomas David, Đan Viện New Clairvaux, Vina thuộc Giáo phận Sacramento. Cùng đồng tế với Ngài có Viện Phụ Francisco Xavier Phan Bảo Luyện, nguyên Viện Phụ Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương, Lâm Đồng, Việt Nam. Hiện Ngài là linh hướng gia đình Châu Sơn, Hoa Kỳ. Cha Đa Minh Trần Thiết Hùng, cha Marco Kiều Thái Học, cha Camilo Vũ Đức Vịnh, cha Walter Tabios, quản sứ Thánh Anton Walnut Grove, cha Anton Nguyễn Duy Tường, phó sứ Thánh Patrick San Jose. Thân hữu và toàn thể quý quan khách thân mến, chúng con xin hân hạnh giới thiệu cha Dominic Trần Thiết Hùng, phụ trách cộng đoàn Đan Viện Châu Sơn Sacramento và đại diện gia đình Châu Sơn Hoa Kỳ, sẽ có đôi lời chào mừng Đức Viện Phụ và toàn thể quý vị. Good morning to everyone. Dear fathers, religious, brothers, sisters, members, benefactors, friends, guests, and all who are present here in this celebration. Thanks God for having you here in this tent, in this farmland, in this quiet area. It is very far from my homeland, where everything is strange to me. But you all, different cultures, different way of life, you are here in this celebration in honor of Our Lady of the Immaculate Conception, because this place becoming the monastery named Joseph Sacramento, under Bishops of Sacramento approval. We are gathering here because here is the house of prayer. Here is the house of God, where the Cistercian monks are living the Cistercian spirit in order to sanctify their lives and for the salvation of the souls. As live our father, Robert, Albert, and Stephen, ora et labora. That means pray and walk. Oratio et trabajo. Tome va laudo. I would like to introduce the main celebrant of today's Solemn Mass, Father Thomas Davis. Abbot Thomas, the Abbey of New Clairvaux, Vina, California. Abbot Thomas is a spiritual father of the Monastery of Joseph Sacramento, the beginner of the project of the monastery, and the great benefactor of Joseph Abbey in Vietnam and Joseph family in the United States. Welcome, Father Thomas. I also introduce Father Francis Nguyen, the former abbot of the Abbey of Joseph, Vietnam, members of the Monastery of Joseph Sacramento. Welcome you, Father Francis. We are also very happy to have Father Walter Tabios, the new pastor of St. Anthony Parish. Welcome you, Father Walter. And we also are very glad to have a Father June from St. Patrick Parish from San Jose. Welcome you, Father June. And today we also have two other fathers from the monastery. The first one, Father Markov. Welcome, Father Markov. And then Father Camilo Wing. And I would like to take this opportunity to introduce some of our Brother Vincent Howell. And at the corner over here, we have a Brother John. Please look at back, you have a Brother Leo Tien.
welcome to you all, dear Father. We are very happy to have a sister of mercy, I think. They are a little late, but they will come. And especially we also introduce all members of the Church Council of St. Anthony Paris. Welcome you all. On behalf of the monks of the Monastery of Chosen Sacramento and members of the Chosen family in the United States, I would like to send to you all our cordial greeting in Christ on this occasion of the blessing of the cross for the new monastery and the feast of Our Lady of the Immaculate Conception. We ask you to pray for all members, living and dead, for the Diocese of Sacramento and its Bishop, Bishop William Wigan and Bishop Soto, for people and pastoral work, especially in this area of water growth, for this new monastery and for your particular intention. We eternally appreciate your presence here to pray with us and for us and for all these intentions. Thank you very much and God bless you all. Now I am ready to invite you to stand and we are ready for Mass. Thank you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. An early bishop of the church who lived in what is present-day Iraq had this to say about the cross, that any sign of the cross, whether it be a simple tracing in the air, or a symbol that we just erase, or a figure on the side of a wall or in a book, because it represents the passion, death, and resurrection of Christ, is extremely powerful in our lives. And I think it's a very beautiful ceremony we just celebrated, the raising of the cross, to open this great feast day today, namely the Immaculate Conception of Mary, and to inaugurate the beginning of this monastery, a place where prayers will be offered daily to the Lord on behalf of all of us. So as we continue our celebration, let us ask God's loving mercy on our lives that comes to us through the mystery of the cross. Let us now ask God's pardon for our sins. I confess, Lord, and to you, my brother and sisters, and I have been in my fault, in my past and in my soul. For I have done all I have failed to do, and I ask your blessing and your protection. All the days of my sins, you hear my brother and sister, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Chúa trên các tầng trời.